Hello, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã đến với số tiếp theo của Trường Lý Du Xuân nha các bạn nhá. Hôm nay Trường Lý đang ở tại thôn Bản Sáp, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang nhá. Hôm nay ở tại nơi này thì đang diễn ra một cái lễ hội, đó là lễ hội Lồng Tồng nha các bạn nhá. Các bạn có thể nhìn thấy đằng sau mình đây là cái cây còn nha các bạn nhá. Mời tất cả quý vị và các bạn đi du xuân cùng Trường Lý để khám phá các văn hóa bản sắc cũng như là những phong tục tập quán của bà con ở trên nơi Trường Lý công tác nha các bạn nhá. Đấy, hiện nay lễ hội đang diễn ra rồi, và thầy thì mo thì đang cúng ở bên trong, còn mấy anh em thanh niên là đang đánh quay đánh yến. Đấy, một lát nữa thôi thì sau khi thầy cúng xong hết tuần hương thì lễ hội tung còn sẽ diễn ra nha các bạn nhé. Rồi các bạn đừng rời màn hình, hãy đi theo cùng chân Trường Lý Du Xuân để khám phá văn hóa bản sắc nha. Có mấy chị em đang đánh yến. Đấy, ở đây là bản Tày nha các bạn nha. Đây là làng Tày, bản Sáp, thuộc thị trấn Yên Phú nha các bạn nha. Huyện Bắc Mê, đúng nơi mình công tác đấy. Đấy, đây bà con đang vui chơi rất là tưng bừng. Đánh yến này tí có giải chứ? Tí mới chơi thôi, gì bây giờ là đang khởi động à? Các chị em đang tập đánh, còn bên này thì là chơi cù. Giới thiệu với bạn, duy nhất cây còn này sẽ tung sau cùng nhá. Khi nào tung xong mà có người thủng còn ấy thì hết ba quả thì mới được hạ còn xuống nha các bạn nhá. Những cái quả còn đầu tiên thì giải thưởng nó bé, nhưng mà những cái quả còn càng về sau thì càng có giá trị nha các bạn nhá. Bởi vì theo kinh nghiệm cũng như là truyền thống, nếu mà quả đầu tiên mà cho trao giải thưởng cao ấy thì những quả sau thì không ai muốn ném nữa các bạn ạ. Đây là chơi cù. Chơi chưa? Cái này là thi đấu ở đây đúng không? Không trúng rồi. Không trúng các bạn ạ. Mỗi người được ăn mấy quả đấy? 5 quả à? Mỗi quả là bao nhiêu tiền thưởng đấy? Mỗi quả 50.000. 50.000 một quả. Bạn ấy mà chìm đấy chuẩn đó. Không trúng. 40 phân em. 20 phân nữa mới trúng. Đấy. Người ném cách xa 7 mét nha các bạn nhé. Đây, các cô sơn nữ rất là xinh đẹp. Đây là có mấy chị em dân tộc Giao đã xuống chung vui với lễ hội. Thế em năm nay bao tuổi rồi? Em già rồi, sắp 30 rồi. Sắp 30 rồi. Thế lấy chồng chưa? Con em được 11 tuổi rồi đấy. 11 tuổi rồi á? Thế chồng đâu? Chồng hôm nay đi cùng không? Bây giờ không nhìn thấy. Chắc lại đi tìm cô nào rồi đó. Đâu? Đây là bà ngoại đây à? Thế còn em nào sau cũng nữa không? Em là còn quay trực tiếp hay là quay video đấy? Sao hôm nay không mặc áo dân tộc mình đi chơi? Không có. Một bộ quần áo này bây giờ đắt lắm nhỉ? Hôm thấy ở Giáp Trung bán là hơn 2 triệu nhỉ? Hơn 2 triệu ấy, một bộ ấy nhỉ? Cái này là mình bằng thổ cẩm hết chưa đúng không? Áo bằng thổ cẩm. Thế hỏi cái thắt lưng đã là 2 triệu rồi.
Cái thắt lưng nếu mà bằng bạc thật là 2 triệu đấy nhỉ, đây này. Bạc mà. Đúng không? Đấy, cái thắt lưng. Cái dây xanh đỏ tím vàng này là bao tiền một dây đấy? 200 một dây. 200 một dây. Nó cũng giống như cái khăn mình đây thôi đúng không? Cái dây đấy nó giống cái khăn này đúng không? Cái khăn này, cái loại này nó còn, nếu mà phải bạc ấy, nó còn là bao nhiêu? 700-800 một cái dây này. Thế một cái khăn này là và hơn triệu rồi nhỉ? Một cái khăn này hơn triệu nhá các bạn nhá. Còn áo, nhưng mà hôm nay là không mặc đúng quần dao đúng không? Tại vì đây là bọn em trẻ nên là không thích mặc quần dao. Dao là nó ống to. Ống to xong nó loe nhỉ? Nhìn. Xong rồi phải đi tông nhờ. Vâng, vâng, bản sắc ạ. Đấy, kia có một cô là mặc quần dao nhỉ. Thế hôm nay là mình xuống là để tí kéo co à? Chơi kéo co hay đánh yến? Kéo co à? Tức là thôn này đấu với thôn kia đấy nhỉ. Thì quay mấy chị em kéo co này bắt đầu chuẩn bị chơi yến rồi các bạn ạ. Chuẩn bị thi đấu chưa anh? Bây giờ bắt đầu à? Giải nhất bao nhiêu tiền đấy? Giải thì chưa công bố ạ. Đấy, có cả các cô giáo mầm non ở đây cũng ra giao lưu nhé các bạn nhé. Bên này là trường mầm non này. Ở trên kia là trường cấp 1. Ở trường cấp 2 thì nơi mình công tác thì cách đây 6 cây nữa các bạn ạ. Nhìn Dung lên cao, Dung lên cao, Dung ạ, Dung lên cao, 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 Dung lên cao. Đánh rồi. Dung ơi, phát đang nhảy vào nhá. Tiếp còi là phát. Phát ra cầu đừng thủy tân 4 lần nữa nha. Không cho phát qua 4 lần nữa nha. 3 lần chứ. 3 lần không đến 4 lần. 3 lần nha, không cho 4 lần nữa nha. 3 lần nữa phát còi à. Nếu mà đây người nhà cũng không nghe thì quý. 1, 2 lần, 3 lần. 3 lần, nếu mà qua 3 lần là không được. 4 lần là không có lợi nhé. 1, 2, 3. À bốc thăm chọn sân nhá. Đánh luôn nhá. Bây giờ Dung phát là tí nữa đổi chân này em xong kia là em phát luôn nhá. Không như thế đúng không? À bắt đầu chơi nào. Dung một tóc vào. Ôi ơi. Ngoài rồi. Bây giờ như này nhá, bây giờ phát bóng là phải ở ngoài sân nhá, không nhất nhá, chơi lại nhá. Không chơi lại. Chưa rõ luật. Phát bóng ở ngoài sân thôi. Bóng không mà con lên không mà phát. Phát yến nhá. Nhìn ra xa ra để. Cái này là yến mà. Không cho cầu vào chân em nuôi em một tí nữa. Thế này được á? Nghĩ là phát cầu là không đúng vào chân. Đấy em chạy vào đấy lên rồi. Ý, thế là thắng rồi, 1-0. Trên mà. Quay lại thử xem nhá. Đánh thoải mái nhá, đây làm công nghệ va cho. Đây, quả này chui dưới rồi. Đấy. Cần thiết là tua lại luôn. Đấy. Đánh cầu bây giờ có công nghệ va nhá các bạn nhá. Đánh yến đấy. Thế này đánh yến trò chơi dân gian nhá các bạn nhá. Công nghệ va. Đây là hai thôn, hai sơn nữ của hai thôn. Một thôn là thôn Yên Cư nhỉ? Chị kia là ở Yên Cư đúng không? Em này là ở Bản Sáp. Đội điểm 4-1. Đội sân nhà đây, đang thắng. Đây là cái yến này làm đúng theo kiểu truyền thống của bà con nha các bạn nha. Này thường thường trước mình làm là bằng cái cận đu đủ này,
với cái này thì thường thường là làm bằng cái lá dứa rừng cơ. Các bạn ạ. Lông gà. Là tỷ số nghiêng về đội áo vàng. Có mệt không ạ chị? Cũng bình thường. Chắc 11 ít quá nhỉ? Chưa đủ mệt. Bánh trưng còn chưa hết. Bánh trưng với thịt lợn chưa hết. Bánh trưng thịt lợn vẫn chưa hết nên là làm một hiệp nữa đi. Ô, mỗi cặp đánh một lần thôi à? Đổi sân à? Ba tháng 2 đấy, mặc áo tày đánh yến đấy, đúng bản sắc nha các bạn nhá. Các bạn nhá, đây là sân ruộng nhá, hoàn toàn là sân đất, sân nện, sân đất nện. Tí còn đánh sách nào nữa không hả Dung? Tí còn đánh nữa không? Mấy thanh niên này tí vào sân chứ? Hả? Không biết này. Tí phải vào sân thử so cơ. Đến với lễ hội Lồng Tồng thì chúng ta có thể nhìn thấy nghi lễ. Đây là cách bày lễ của lễ hội Lồng Tồng nhé. Bảy cái cọc hiện cho âm dương trời đất giao hòa mùa màng bội thu các bạn ạ. Bánh chưng thịt lợn. Đây là những món ăn truyền thống của bà con trên này. Anh ơi, cái này cúng đến bao giờ anh? Cái này đến 12 rưỡi. 12 rưỡi à? Xong mới được tung còn à? Vâng. À. Đấy. Vậy là bây giờ là chỉ chơi các cái môn thể thao ở bên dưới đất thôi, còn tí mới chơi những môn thể thao ở trên trời. Tung còn ở trên trời các bạn ạ. Đây này. Đây là những cái con còn này. Đấy, những quả còn nha các bạn nhá. Con này là làm bằng cát, bằng gạo, ngô nữa. Ai mà tung chúng là sẽ may mắn cả năm. Vâng. Làm chén trẻ. Chào ông nhá. Cái này nó mình là... là nó tính từng đoạn anh ạ. Vâng. Lúc đầu thì bây giờ là mình đang khởi động coi như là mời các thần linh. Các thần linh xuống. Xuống xong là chiều cúng một tí nữa. À. Trưa cúng một tí nữa là bắt đầu cúng còn. Vâng. Còn xong lại mới đốt hương hoa vàng bà xong là. Rồi, hóa vàng đấy nhỉ? Hóa vàng. Vâng. Hóa rỡ. Đến lúc chặt cây còn có phải làm lễ không? Không. Lúc xong là chặt luôn rồi. Nếu thủng là thủng hết 3 quả. Là 3 quả đấy là quan trọng nhất đấy nhỉ? Là có giải đúng không? Có chứ. Năm nay giải mình có cao không anh? Trên giải còn thì nó treo ngược. Treo ngược rồi. Giải nhất nó lại ít hơn giải nhì. Vâng. Mà giải 3 nó lại cao nhất. Vâng. Cao nhất là về đây là bao nhiêu năm nay ở đây? 3-400 mà. Chơi xuân thôi. Rồi khai xuân mừng khai tuổi xuân. Anh em thôi nhỉ? Vâng. Thế lại nhiều quá thì mình không có kinh phí. Vâng. Em mời anh nước nhé. Vâng. Đó, mời các ông uống nước nhá. Còn những cái quả còn này là bà con đóng góp nữa đúng không? Mỗi nhà đóng góp mấy quả anh? 2 quả. Mỗi nhà 2 quả. Bắt buộc đấy. Có nhà thì có nhiều quá thì luôn khen nhau. Vâng. Giúp nhau được này nhỉ. Đây cái chiếc lắc khay này. Đấy, có khách. Đấy, cái gia đình mang đến đóng góp đấy nhỉ. Anh em trong làng. Vâng, anh em trong làng đến dừa góp. Này mỗi nhà một ít nhỉ.
Xin chào các bạn nha. Sau một thời gian cơm nước cũng như là nghỉ trưa thì lễ hội lại được bắt đầu nha các bạn nha. Hiện nay lễ hội đang diễn ra rất là tấp nập luôn, càng ngày càng đông người luôn. Đấy, này là người đi người đến rất là đông nha. Tôi cho các bạn xem một vòng này. Đấy, đây là lối vào của thôn bản này nha các bạn nha. Đấy, bên này có rất là nhiều thanh niên nam nữ đến du xuân cũng như là giao lưu cùng với lễ hội. Đang diễn ra rất là đông vui nha. Rồi mời các bạn cùng tôi đi vào đây khám phá như là xem văn hóa bản sắc dân tộc ở thôn bản này. Đây là bản Sáp hoặc là bản Lan Tày nha các bạn nhé. Chỉ còn ít phút nữa thôi thì lễ hội Trung Còn bắt đầu được khai mạc nha các bạn nhé. Chuẩn bị khai mạc lễ hội Trung Còn rồi. Tôi sẽ đưa các bạn đi vào trong phía trong để xem cái nghi lễ chuẩn bị Trung Còn nha các bạn nhá. Rất là nhiều thanh niên luôn. Đây gặp về. Ôi chào chị nhá. Đây đây bà chị đây là vừa. Đây cơm no rượu say rồi đây là. Say rồi, má đỏ rồi. Má đỏ hơi đấy. Các chị lần sau không phải đánh phấn nữa, đánh son lên nhá. Uống rượu vào là lên mặt hết. Đấy, bây giờ là thầy đang làm lễ, chuẩn bị lễ hội Trung Còn bắt đầu rồi các bạn ạ. Đấy, hiện nay hơn 1 giờ rồi. Con đến đây rất là tập trung và đông đủ nha các bạn nhá. Đây là toàn cảnh của lễ hội đây. Còn một ít phút nữa thôi thì lễ hội phát còn cũng như là tung còn sẽ diễn ra ở đây nha các bạn nha. Giới thiệu với các bạn đến với lễ hội tung còn thì đây là tuần hương cuối cùng nha các bạn nhé. Đây là tuần hương cuối cùng để báo cáo thần thông thổ địa cũng như là vạn vật sinh linh. Sau tuần hương này thì lễ hội sẽ được diễn ra nha các bạn nhé. Bắt đầu thanh niên nam nữ ra đây để tung còn đây này. Đây là chiếc còn nha các bạn nha. Đấy. Còn này hiện nay vẫn còn nguyên này. Đấy. Chưa bị rách. Đây, đây thầy thầy Mo đang cầm những chiếc còn đầu tiên để phát cho mọi người chuẩn bị ném này. Đấy. Khả năng là mình cũng phải xin lấy một cái. Cho cháu xin một cái nhá. Ok, hiện nay mình đã nhận được một chiếc còn đầu tiên của đầu năm nhá. Hiện nay thầy vừa mới phát cho này. Bây giờ mình sẽ tung còn để cho xem đầu năm nay mình có đỏ không nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ ném. Xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình đã nhận được một chiếc còn đầu năm nhá. Mình sẽ tung chiếc còn này để cầu năm mới bình an cũng như là tài lộc đến với gia đình của mình, cá nhân của mình nhá. Bây giờ mình sẽ ném này. Bây giờ có trúng không? Khả năng là xịt nhiều hơn nhưng mà thôi. Đầu năm cứ. Anh ơi, qua cái này mới lên được này. Chúng không? Hy vọng là chúng còn. Anh quay ra đây có đúng không? không tới các bạn ạ. Thôi. Thực ra là cái lễ hội Trung Còn này rất là khó các bạn nhé. Không phải đơn giản mà chúng được đâu. Này rất nhiều người đang tung còn rồi. Ấy, có người đã tung trúng cột rồi. Đây là chị phó thôn sẽ tung chiếc còn đầu tiên này. Đây, chị tung đi.
Ôi. Không không. Đấy, sửa là còn nha. Rất là cao nha các bạn nha. Cây còn này là 19 mét nha các bạn nha. Rồi, mình lại nhặt được một chiếc còn rồi. Bây giờ mình sẽ ném. Mình sẽ ném chúng còn nha. Ui, không vào đâu. Khả năng là phải ném rồi các bạn ạ. Không trúng đâu các bạn ạ. Sau một thời gian tung còn thì mình chưa trúng quả nào nhá các bạn nhá. Bây giờ đi tìm ca hot kích thôi. Ở đây hiện nay có rất nhiều gái xinh, gái bản, gái làng đến giao lưu cũng như là du xuân. Nào mấy đứa này chào khán giả của thầy một cái nào. Đấy, đây là học sinh cũ của mình nhá. Cho bạn đi ngắm một vòng nhá. Chú selfie. Selfie. Tiên nữ. Rồi. Chào các em nhá. Wow, không khí hiện nay đang tưng bừng. Rất nhiều các bà con ở khắp nơi đến nha các bạn nha. Xin chào các bạn nha. Hiện nay lễ hội vẫn đang diễn ra rất là tấp nập. Nhưng mà thực sự là hôm nay mình đã uống rượu và say với bà con ở đây rồi. Có lẽ là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây nhá. Các bạn thấy lễ hội vùng cao đông vui thì hãy cho mình xin một like nhá. Và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ Trường Lý trong suốt thời gian tới nhá. Các bạn hãy nhấn chuông để chờ các video mới nhất của Trường Lý nha các bạn nhá. Đây là lễ hội Lồng Tồng. Hôm nay bà con vẫn đang vui xuân và ném còn tung còn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn với các video tiếp theo nhá. Mình xin phép kết thúc video đây rồi.